Nông Nhật chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn mùa 4. Thưa quý vị, mùa 4 đã quay trở lại để đáp ứng những nhu cầu của tất cả quý vị hâm mộ chương trình, yêu quý chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Ba mùa vừa qua, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều ca sĩ bí hiểm thưa quý vị. Những niềm vui bao giờ cũng được trải dài trong chương trình Ca sĩ Bí ẩn của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với đội chủ nhà trong ngày hôm nay, Việt Hương và danh ca Ngọc Sơn. Xin chào đôi bạn trẻ. Cũng như những mùa khác, hai đứa em vẫn là những ông bà chủ của hộp. Hôm nay ảnh chuyển qua tới Lâm luôn. Quan trọng là ca sĩ Bí ẩn còn chen vô những ngành nghề khác mà Việt Hương rất là quý. Có thể những ngành nghề mà mình nghĩ anh thợ điện, anh cũng tới đăng ký bán son, bán nước lau sàn đâu, hiểu không? Cái em thấy thương, mình nghe nó hổ có sức nhưng mà mình thấy đã, mình thấy ca sĩ ẩn. Đúng rồi. Nhưng mà không sao, bên cạnh có ông anh, ảnh lo cho những ca sĩ thiệt, có những ca sĩ dở ra là ca sĩ thiệt là có anh Sơn kế bên, cho nên em an tâm. Qua ba mùa thì gặp lại Ngọc Sơn cũng vẫn những cái nụ cười, những cái niềm vui đó. Mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao những cái nụ cười, niềm vui đó cho khán giả ha. Anh ơi, nói sao Việt Hương? Năm nay còn đặc biệt một người ca hay mà quan trọng là nhảy giỏi nữa. Trời ơi, dữ nha, có ca mà nhảy giỏi nữa. Nhảy giỏi nữa. Đó là một người khách mời đặc biệt, để xem cái người đặc biệt đó kết dính ba cái hộp, hai cái hộp này có thành đặc kẹo không nha. Dính, em mê lắm. Tôi cũng mê, khán giả cũng mê thưa quý vị. Đó là ca sĩ Vũ Sư Nguyễn Hưng. Hey, hey. Hey. Thấy giò kìa, thấy giò thì ghét không? Trời ơi. Lên, giò lên đâu. Trời đất ơi, nó giò không lên kìa. Làm y vậy nha em coi lên. Làm y vậy coi. Trời đất ơi, lên hay quá. Quá hay, đúng trời ơi, chắc nhạc đi, cái vô con hey. Dòng cho quậy rồi. Ha ha, coi chừng trời ơi, chết rồi, chết. Coi chừng trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái trời hơn quá. Anh Hưng, anh nhảy đẹp biết nhiêu, còn Linh nhảy như hai cái dòng cho quậy. Tôi móc móc rồi, sao cái trời quá. Xin chào. Chào Nguyễn Linh, người MC là một cái đường lâu lắm rồi mới được gặp. Và xin chào, đây là cái người này chắc không xa lạ với Nguyễn Linh, quý vị. Đó là Việt Hương, nhưng mà hôm nay em rất là đẹp. Cảm ơn. Cam gì đỏ đứng kế bên luôn đi. Và còn đó một người bạn, tức là vừa là người em, lâu lắm rồi anh em mới là được lại gặp nhau. Đó là ca sĩ Ngọc Sơn quý vị. Một lần nữa Nguyễn Linh xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị xem chương trình Ca sĩ Bí ẩn của mùa này sẽ được vô cùng sôi động và quý vị sẽ vui trọn vẹn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị ơi, ta nói anh Hưng anh đi kế bên. Anh nhảy cái giò anh muốn chặt chặt như tôm tươi. Mà xong nó đứng phong độ chào hỏi. Trong khi em đứng kế bên anh Linh, ông nhảy có chút xíu, ông thở như cái ống nước vô mặt em, bà nãy giờ. Em đứng đây em nghe anh chào mà bên đây thổi như là phà mới lạnh vô Linh. Anh không có chơi thể thao sao mà anh thở dữ. Ngọc Sơn cũng là một cái tay nhảy dữ dội lắm. Mà không thấy mệt. Bên kia cũng vậy mà tôi nhảy sao tôi mệt quá. Anh mệt mà anh đổ mồ hôi luôn á. Tôi mệt còn, tôi nhảy có mấy cái còn hơn đi ruộng luôn. Sơn xin lỗi Linh, cái điều này là ngày xưa Sơn đã chỉ cho Linh, hướng dẫn Linh hát rất là nhiều. Như là giận hờn mà anh em mình từ ngày đầu, từ năm 87. Đúng rồi. 87, mà Sơn quên chỉ cho Linh cái vụ nhảy. Thôi bây giờ từ đây trở đi là nhảy luôn nha. Chính xác. Ra nhảy luôn nha, tập sau là nhảy dữ. Ngày xưa Sơn có dạy Linh hát nhưng quên dạy nhảy. Bây giờ muộn là thôi về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba người khách mời trẻ trung, sôi động, sinh động, năng động, lưu động và di động nữa. Nói chung là nhiều cái động lắm thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến với Ghi Lê, Tuấn Trần và Trịnh Thăng Bình. Dạ, chào Ghi Lê. Ba. Trời mới ra là bối rối rồi, da chạm rồi. Dạ xin chào ba anh chị chủ nhà, xinh tươi, lộng lẫy, rực rỡ, nhiều hộp.
Em ơi, cả ngàn khán giả đang chờ tụi em giới thiệu tên của mình á. Dạ, Kiều Lê xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và gửi lời chào đến ba anh chị giám khảo và anh Quyền Linh ạ. Không có giám khảo. À, dạ không ạ. Để giám suối. Giám suối. Giám suối đúng rồi. Giám suối. Không có giám khảo. Dạ vâng ạ. Trịnh Thanh Bình. Dạ, tên em anh Quyền Linh vừa mới nhắc rồi ạ. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời đất ơi. Tuấn Trần. Dạ, tên em thì anh Linh cũng vừa nhắc rồi ạ. Em xin chào tất cả khán giả và xin chào ba anh chị giám suối ạ. Vô cùng được. Tự nhiên tôi nhận cái phần trách nhiệm trên mặt quá, nãy biết đừng giới thiệu rồi. Không nhận ba đứa nhỏ dễ thương thiệt. Nhìn nó đẹp hơn đội chủ nhà luôn. Nhưng mà đội chủ nhà có kinh nghiệm. Dạ đúng rồi, lấp lánh đẹp mà. À, khi mà nghe ca sĩ Bí Ẩn thì Kiều Lê cảm nhận như thế nào? Dạ, ngày hôm nay được quay lại với ca sĩ Bí Ẩn thì em cực kỳ vui bởi vì biết là sẽ gặp lại được các anh chị giám suối ạ. Và anh Quyền Linh, và quan trọng hơn hết là cũng sẽ khám phá đi tìm ra ca sĩ Bí Ẩn của ngày hôm nay, rất là tò mò, không biết sẽ như thế nào ạ. Còn Trịnh Thăng Bình. Dạ, quan trọng là em được lên TV, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Anh em cái đó mình làm như xưa giờ chưa lên TV. Tuấn Trần. Dạ, còn em thì em được gặp những thần tượng của mình. Yeah. Mời đội khách mời về vị trí. Thưa quý vị, nói đội chủ nhà hay đội khách, nhưng thật sự chúng tôi là một nhà đó quý vị. Những thành viên trong gia đình rất là vui vẻ, tôi trao đổi với nhau những vấn đề trong nghệ thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên với những ca sĩ Bí Ẩn nào đây. Xin mời quý vị đến với tiết mục Giải Lao Vài Phút. Ca sĩ Bí Ẩn gồm hai đội tranh tài phán đoán để tìm ra ai là ca sĩ thật. Sáu ca sĩ bí ẩn sẽ trải qua vòng tam ca, song ca để được chọn. Hai đội có thể đổi ý khi ca sĩ bí ẩn thứ bảy xuất hiện. Ai không được chọn sẽ hát bằng giọng thật. Đội nào cuối cùng chọn được đúng ca sĩ sẽ thắng cuộc. Chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí Ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với một bài hát, đó là Chỉ Riêng Mình Ta. Bài này gắn liền với ca sĩ Nguyễn Hưng. Anh còn nhớ là anh hát bài này từ năm nào hay không? Phải trên 10 năm rồi. Còn hát bao nhiêu lần chắc anh không nhớ đó hả? Không nhớ được, tại vì phải nói là rất là nhiều. Tháng mà đi 4 show thì mới bỏ chỗ liền. Anh Linh, cái nghề diễn viên á là mọi người phải thương tụi em. Một vở kịch mình chỉ diễn ở nơi đó một điểm thôi, chứ diễn lại nữa là ta biết cái bất ngờ của hài rồi. Đúng rồi. Nhưng riêng ca sĩ một bài hát có thể sống 10 năm. Vậy là cái bài này không phải là Chỉ Riêng Mình Ta, mà là phải là Của Riêng Mình Hưng. Của Riêng Mình Hưng. Nhưng mà anh Hưng, anh hát bài đó đó là anh có nhớ kỷ niệm nào? Nó rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà thích nhất và yêu nhất á là cái đi đến đâu là khán giả cái gặp Nguyễn Hưng đều nói là Nguyễn Hưng ơi, mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Đó, cái đó, điều đó là cái kỷ niệm. Trình diễn một bài hát mà mình đã được cái sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả, thì đối với một người làm nghệ sĩ, nếu bây giờ anh có cho tiền nhiều đó thì cái điều hạnh phúc nó cũng không bằng được cái điều đó. Cho nên là đối với Nguyễn Hưng, cái kỷ niệm của Nguyễn Hưng là đi đến đâu cũng kêu là Nguyễn Hưng ơi, mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình hơn. Oh yeah. Dạ, cảm ơn Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba thí sinh đầu tiên, Chỉ Riêng Mình Ta. Sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát phố những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy phố đơn lạc thương. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất đôi sao buồn tên. Bạn này nhìn tự tin nhá. Xuống phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngắt hương người xưa. Thì ra mình say nên từng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn tênh. Em buông lời bao thương yêu em chào anh đây chơi vơi. Xuống phố bóng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương người xưa.
ra mình say nên tương bóng giang sư trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chi riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mong nghe lòng nhớ. Bàn tay muốn rời mau ngân lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn tây. Em buông lời bao thương yêu anh trao anh đến chơi vơi. Mỗi tôi khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Có núi tuyết mãi mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng. Để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chi riêng mình ta. Đắng cay chi riêng mình ta. Vũ đoàn em cây, cảm ơn ba cái nón đã tặng tôi. Vô đi, đội nón nó cho tôi. Kỳ này có nón đội đây. Và bây giờ thì ba thí sinh đã biểu diễn trên nền nhạc thu sẵn rồi. Mời đội chủ nhà và đội khách, chúng ta đi tìm ca sĩ bí ẩn. Suy nghĩ cảm quan của anh thôi nha. Dạ. Là anh thích cái anh ở chính giữa hơn. Thứ nhất là tại vì hai bạn kia biểu diễn và nhảy này nọ nhiều hơn. Còn anh đi giữa là đúng là kiểu anh đứng anh hát thôi. Mà cái quan trọng là theo kinh nghiệm bấm máy phòng thu của anh, đây là một người mà có giọng hát trung niên. Cái giọng mà thu sẵn này nè. Cho nên là anh nghiêng về cái anh chính giữa. Em cũng có cái suy nghĩ giống anh. Tại vì khúc đầu á thì cái anh số 1 này là anh có vẻ là anh đứng tự tin nhất. Là anh không có để hai cái tay trước quần. Còn hai anh kia thì hơi thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy anh số 2 giống như là anh đang giấu nghề vậy á. Anh hát gẫu hình á cũng không có lớn. Rồi anh cái gì anh cũng từ. Nếu mà nói về tổng quan cả ba bạn luôn á thì bạn số 1 là rất là tự tin. Động tác rất là dứt khoát vào biểu diễn á. Nó giống như là bạn có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu vậy á. Còn anh số 2 thì hơi giấu nghề chút xíu. Nhưng mà giấu cỡ nào giấu, nhưng mà trong người có máu âm nhạc á anh đứng. Sao hát. Giấu được, người ta muốn vô vòng trong người ta phải thể hiện chứ. Giấu gì giấu là bị loại luôn rồi đi về luôn rồi sao vô nữa. Thì phải tạo cho mình cảm. Ôi lê yêu lê, người ta đâu có nghề đâu mà giấu. Anh chưa có nghề đâu mà giấu. Nhưng mà em thấy cũng thí dụ yêu thích bài hát này. Còn bạn số 3 thì rất là dễ thương, là bạn có một nụ cười rất là tươi, rất là vui vẻ. Nhưng mà nói về sự trình diễn sân khấu thì có bạn số 1 và anh số 2 có vẻ trội hơn. Nếu mà đội mình thống nhất chọn thì anh chọn số mấy? Không, bây giờ theo Trịnh Thăng Bình là số mấy? Dạ em là anh số 2 rồi đó. Yêu Lê số mấy? Có tuổi tác. Dạ số 2. Số 2 luôn. Còn em cũng số 2 rồi. Yeah, đội 3 người số 2 luôn. Quá. Còn đội chủ nhà sao? Em ngồi với hai sư phụ mà Linh ơi, mùa này là mùa của em. Ngồi chơi thôi, hai ông chọn đâu là em chọn đó. Bây giờ để cho Ngọc Sơn nói trước đi. Thưa quý vị thì các chàng trai này diễn rất là giỏi. Ngoài những vũ công ra thì hai người hai bên thì nhảy cũng rất là tốt, rất là đều. Nhưng mà anh ở giữa, tôi không có một cái gì gọi là suy nghĩ mà đặc biệt. Nhưng mà khi tôi nghe đến trái đất chia riêng mình ta, cái kiểu cái ngân hơi đó. Ngân hơi này là một người hát có điêu luyện. Này chỉ nhép miệng thôi. Tôi biết là nhép miệng, nhưng mà cái kiểu cái giọng hát của người này cái người giọng hát của người này là giọng hát của một trung niên chính xác. Tại tôi mở phòng thu, tôi cũng là phòng thu. Và tôi nghe kỹ thì đúng, anh chàng nói thì tôi nghe trái đất chỉ riêng mình ta. Cái âm sắc đó của cái người ở giữa. Là anh chọn số 2 hả? Đúng, tôi chọn số ở giữa, anh chọn số giữa luôn. Đối với cảm giác của Hưng á, là cái người gây ấn tượng cho Hưng á, không phải là Hưng nhìn nhảy. Người ca sĩ đó mà cái trình diễn á, là cái phong cách, cái cách anh ta đứng, cái bàn tay anh ta đưa ra. Có nghĩa là một cách rất là tự tin. Với Hưng á, thì Hưng chỉ cần là cái bộ. Số 2 không có một miếng bộ luôn anh. Đứng im không có miếng bộ đó. Nhưng mà cái đứng của cái người ca sĩ đang mang số 2 á thì anh ta có nghĩa là anh ta tự tin. Mà cái này là hên xui thôi, chưa chắc là Hưng. Là anh thích số 2 đúng không? Nhưng mà Hưng có tin chắc là trong đây đó thì Hưng chọn có thể là chọn hai người, đó là chọn số 1 và chọn số 2. Nhưng mà nếu mà cho Hưng chọn á thì có lẽ là cũng theo như bên này thôi. Số 2 luôn. Cũng là chọn số 2 là vì cái phong cách của cái anh số 2 rất là hay. Yêu em rồi. Còn Hưng sao? Anh Hưng ơi, bây giờ mình là đội chủ nhà. À. Đúng không Sơn? Mình lớn rồi, thôi mình nhường đàn em bển chọn trước đi, còn dư lại ai mình chọn người đó, được không? Được không hai anh? Được không hai anh? Được, được. Okay. Mời đội bên bển luôn. Thôi mình cứ chiều ý chị Hương đi. Rồi bây giờ thôi, chị. Dạ. Mình có 3 giây để lựa chọn. Số mấy? Số 2. Đội khách đã chọn số 2, lui.
Rồi, bây giờ hai ông anh chọn số mấy? Nhường cho anh luôn. Anh chọn số mấy? Anh chọn. Nói một cách công bằng là bây giờ nếu có thể là đội bạn chúng thì cũng đó là Hưng rất là mừng thôi. Dạ. Vì đó là một cái hay, việc em đã chọn đúng cái người mà anh cũng thích. Dạ. Nhưng mà thôi, mình với là một người đã đi trước, mình là cái lớp đi trước, nhường lại anh chọn số 1. Đội chủ nhà chọn số 1, lui. Ai cũng nghi ngờ ông số 2. Thật sự, ông số 2 có biết gì đâu mà biểu diễn. Rất tự tin, bây giờ không biết gì cả. Còn đứng chơi đi cho vui thôi. Vậy mà cũng chọn. Ông số 3 mới là ca sĩ. Anh số 3, và phải là ca sĩ hay không? Ta sẽ bắt đầu đến với giọng hát thật của ca sĩ. Không phải, không biết ông phải ca sĩ hay không, nhưng hát đi rồi biết. Xin mời, số 3. Ngày xưa ai lắng ngọc canh vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc cung đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu quan. Không gian âm nhạc rất là nhẹ nhàng ha. Một chàng thư sinh. Sao mọi người thấy giọng ca này thế nào? Chị không biết em có là ca sĩ hay không, nhưng trước tiên em hát đi vào lòng người ta. Hát có cái tình, nghe nó thấm lắm. Anh cũng nghĩ là đáng lý ra là cái đội chủ nhà nên là chọn em á.
mà thật sự là chị Việt Hương chỉ quá mê nhan sắc đi. Cho nên á, em hãy trách chị Việt Hương, tại sao chị mê cái nhan sắc mà chị không mê giọng hát của em. Em hát rất hay. Rất hay mà. Rất hay. Sao Bình ơi, nên nhớ là anh chàng ta chưa giới thiệu anh ta là ai. Đúng rồi. Có những người hát tuyệt vời, giới thiệu tôi là bác sĩ cũng như không thôi. Nhưng mà vấn đề chị bây giờ người ta đã có chuyên môn này. Thứ nhất là đánh guitar được, thứ hai là hát hay, thứ ba là còn kiểu mà giả được giọng nhạc cụ cho trong. Cái này là phải đam mê lắm. Em ủng hộ chị Hương. Một là anh là phòng tu, hai là anh là nhạc sĩ. Không, anh thì anh nghĩ thế này, là xác suất người này là phải là nhạc sĩ. Đúng rồi. Nhạc sĩ. Hoặc là chơi trong band. Đúng. Anh Sơn nói câu xanh rờn, có làm gì anh buồn vậy? Kinh nghiệm một Sơn thế giọng nào? Giọng ca của em thì tốt, rất là có hồn, có tình. Nhưng về bolero thì em chưa có kinh nghiệm. Có lẽ em từ nhạc trẻ sang. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Xưa thì em xưa. À. Nhớ giờ sờ, sờ. Dạ. Cho nên là nhớ để ý. Bây giờ em để ý chứ. Sờ. Ngày xưa, em hát thử xưa cho sờ sờ xưa xưa rồi. Ngày xưa. Đó, đó nhẹ hơn rồi đó. Nhớ chưa? Anh cũng đồng ý. Sau đó nếu mà dòng nhạc mà em hát là nó thuộc loại bolero mà bolero, cho nên nó em phải giải đi chứ ra. Không, để có thêm kinh nghiệm nữa. Thì thôi cảm ơn em. Tôi nghi ngờ anh phải không phải là ca sĩ rồi. Bây giờ là do bạn ấy nói bạn là ai thôi. Dạ em tên là Đỗ Thành Nghiệp, năm nay 24 tuổi. Hiện nay là sinh viên. À, sinh viên. Vừa guitar mà vừa hát, anh xin lỗi em rất là khó. Vâng. Mà với một cái phong cách của em làm như vậy á, tụi anh cũng ngỡ ngàng ở đây một chút xíu. Em sử dụng cái guitar và em hát cái bài hát mà nó đi vào lòng người, cho nên anh cũng muốn đi theo em luôn. Nhưng mà nói chung là rất là hay, anh rất là thích. Cảm ơn em. Cho em xin phép hỏi giao lưu với bạn xíu là chắc chắn là bạn rất là đam mê âm nhạc rồi, và không biết là bạn có thể giả được những cái nhạc cụ nào khác không ngoài cái tiếng trumpet hồi nãy? Em có chơi beatbox. Ok, thử được không ạ? Trời, thấy không? Nói chung là cũng có tài, hy vọng rằng với sự góp ý của các đàn anh chị đây thì một ngày nào không xa thì chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nha. Rồi, chúc mừng hai đội, chúng ta đã chọn một người không phải là ca sĩ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những giai điệu âm nhạc rất là nhẹ nhàng, lãng mạn, trữ tình. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Chào quý vị, quay trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 8 ca, 3 người con trai rất dễ thương quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với 8 ca nữ. 8 ca nữ sẽ hát về một vùng đất người ta gọi là khúc ruột của miền Trung đó quý vị. Chứ đo tư đóng bá mà đo quá đập đã, đo tư vi gia thăng ngà bá sinh, mà chiều về bỗng ngà trắng trên mới tiễn hoa xá vòng, thẩm tinh nược non. Khi nhắc đến điều đó chúng ta cảm giác yêu Huế nhiều hơn, thương Huế nhiều hơn, và cái tình với Huế nó lớn lao lắm quý vị. Chúng ta sẽ đến với bài hát Tình Huế. Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm Huế ơi, áo tím ngày xưa tim vẫn thơ, tim cả mong chờ một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ cô ai chờ ai một bóng con đò chiều phai sương rừng bờ. Tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa, lối vắng chiều mưa tóc thề nghiêng chiếc nón ai về, đường chiều bâng vương thương tình ấy em vẫn mong chờ, cung đàn xưa gửi khúc tơ sầu biết người xưa chưa nỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài thơ chỉ khi non hôm nào. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cánh phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ. Số 1, số 1. Nhớ nhau tình lòng tươi trao. Tình buồn ai ơi, cho dù đôi ta cánh phương trời, nhưng tình quê em vẫn mong chờ. Nhớ nhau tiếng lòng người trao. Đẹp quá. Cảm ơn Vũ đoàn Việt Hải. Quý vị vừa theo dõi phần trình diễn của ba cô gái. Còn bây giờ sẽ là nhận xét và chọn xem ai là ca sĩ thật của hai đội chơi. Kinh nghiệm của em là khi mình đi hát đồng phục, thường là áo dài phát của công ty đưa cho mình, không phải của mình, có thể nó dài một chút. Nhưng phụ nữ thường là hay cầm cái quần của mình đi riêng. Cái quần của cô số 4 á, vừa tới, hai cái quần hai cô kia hơi bị lết đứt. Vì thứ nhất, mang giày không đúng, thức tất của mình, nó hơi lết cái quần. Cái thứ hai, nhiều khi phải quần của mình, quần của ban tổ chức nó lết xuống đất. Trong khi bà số 4 biết cái tà áo dài nó hơi dài, cho nên cổ đi cái cổ để cái tay vô cổ lót nhẹ cái tà lên. Cổ đi để làm chi, đừng có đạp tà. Chỉ có những người chuyên nghiệp bận áo dài hát nhẹ nhẹ thì mới làm được cái điều đó thôi. Thì đối với Hương, một người ca sĩ hay không phải ca sĩ, thì cái cô số 4 trong lòng người Hương là một cô gái chỉnh chu. Em nghĩ sao đi tìm ca sĩ để phân tích cái quần không vậy? Không phải, bị cái quần vừa, em vừa lòng. Có nhiều cái để phân tích, tự nhiên phân tích cái quần. Anh Hương không, 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 tôi khác à. Anh phân tích mình cái đi khác à nha. Mình nhìn ba cô gái hát là đẹp, rất là xinh. Cái cô đứng ở giữa đó, cái cô số 5, thì thực sự là cái tay, động tác tay đi đưa đúng như ngón tay của ca sĩ hay đưa diễn gì đó, đưa diễn như vậy, thì tôi thấy tôi nghi ngờ hơn cái ngón tay. Còn hai cái cô kia thì tôi thấy không cử động về biểu diễn tay. Anh Khương á thì để bằng tay, chị Khương để bằng chân, bây giờ anh Hưng mới quan trọng nè. Đó. Anh Hưng quan trọng cái gì nè? Hưng á thì trước sau như một, Hưng chỉ chú ý đến là cái động tác của một cái người làm ca sĩ. Ca mà cái vật đầu xong tới cái vật thứ hai là Hưng đã nói rồi, số 4. Số 4, tại sao anh Hưng? Là tại vì anh em kia đó, cái sự tự tin á mà hát á từ cái microphone á, các em chú ý vô để nhép miệng. Nhưng mà lúc đưa ra, lúc đưa vô không hợp lý. Nhưng mà riêng em số 4, khi em cầm cái microphone mà hai cái bàn tay em ép lại để em cầm cái microphone để em hát, thì em vẫn là tự tin cho đến khi cái câu cuối cùng của cái bài hát, cái microphone nó vẫn còn nằm ở trên cái môi của em, đến khi hết bài hát em mới hạ xuống. Anh Nguyễn Hương số 4, sau khi phân tích từ cái tai, cái microphone và cái quần, thì mỗi người có ý khác nhau, còn đội khách thế nào? Thật ra là hồi nãy trước khi mà ba anh chị ở bên đội nhà nói, thì em có để ý bạn số 4 nhiều nhất. Tại vì bạn số 4, bạn rất là tự tin. Rồi nghe cả cái cách mà bạn đưa tay ra cũng rất từ từ, bạn không có bị run nữa. Rồi kết thúc cái bài hát xong á, là mọi người đi vô. Rồi các bạn số 4, đi qua bên kia. Đi qua bên kia. Đó, là anh ấy. Ủa chân, mẹ nó nhiều khi nó hát karaoke, tụi chị bên đây giả bộ vậy thôi, chứ tụi chị sẽ không, chọn số 6 á. Anh là anh thích cái tay của em làm. Dạ đúng rồi. Đi qua bên kia. Đây, cái tay này, cái tay là hầu quản nha. Dạ. Chúng Trần, em nhớ cái tay là hầu quản nha em. Coi chừng lộn nha. Nhưng mà hồi nãy thì em cũng có một lúc em thấy là bạn số 6 với bạn số 4 á, cầm micro là tay trên dày. Còn cái bạn số 5 á, thì cầm micro cũng rất là điệu đà á. Thì cho nên là em đang phân vân giữa số 4 và số 5. Rồi, Ghiêu Lê. Thực ra nói về phía ngoài, bề ngoài đi, là quần áo thì em cũng có thắc mắc lúc đầu là không biết tại sao lại có cái áo dài của bạn số 4 lại cầu kỳ như vậy, có nhấn cầu vai các thứ. Phải đâu, người ta vừa sai. Vừa sai là vừa sai, có nghĩa là vô là coi như là có bao nhiêu bộ bao nhiêu sai đó, ai vừa sai nào mặc thôi, vô tình thôi em, đừng có nghĩ nhiều quá. Cái tà vẫn dài kìa, cái tà vẫn dài. Cái tà tại vì biết sao không chị, tại nhiều khi đồng phục là đồng phục. Cái mà em quan sát là khẩu hình miệng ạ, là bạn số 5 với số 6 hình như có một tí là không thuộc bài lắm hay sao. Em thấy nhiều lần là lấy micro lên che miệng để giống như là giấu đi cái khẩu hình mà mình chưa thuộc bài lắm á. Đúng. Trịnh Thăng Bình, em nói thiệt là lúc nãy là em quan sát rất là kỹ luôn á, có những cái nhận định cho từng bạn luôn. Nhưng mà sau cái phần đó, khi phần kết thúc xong, các bạn xoay vòng vòng đổi đội hình
xoay qua xoay lại, xong rồi các bạn đi về chỗ á, về vị trí á, cái đội hình là bị xáo trộn á, xong giờ dưới ánh đèn sân khấu này em không còn nhận ra ai với ai nữa hết trơn á, trời á. Mấy anh chị bây giờ phân tích cái gì đâu không à, theo tôi á là ba cô này thôi lựa đi. 3 giây bắt đầu. Anh số 5, anh thích số mấy? Anh số 4. Số 4. Số đông vẫn là áp chế. Em Vinh Hưng đều thích số 4. Em chọn bạn số 4. Chủ nhà chọn số 4. 4. Lui. Đội khách vẫn có quyền chọn số 4, không sao cả. Đã em để ý vô tình cái lúc mà Gil nói là mấy bạn hát quên lời, cái bạn số 6 cười. Đúng giờ bị phát hiện á cho nên là tấm cười kìa. Kìa tấm cười kìa. Bà diễn viên á, bà cười dữ lắm. Bạn ơi, bạn cười một hồi mà bạn là ca sĩ bí ẩn là kỳ lắm nha bạn. Cho nên là giờ là mình không biết có nên loại trừ bạn số 6 không hay là chọn bạn số 6. Cái mà mình muốn chọn nhất là cái số 4, nhưng mà Ghi cũng muốn chọn thử số 6. Đúng. Thấy các bạn này phản ứng số 6 luôn. Bạn hay cười lắm. Tuấn Trần số 2. Em ủng hộ Ghi nhưng mà tại sao em không ủng hộ anh? Anh cũng đồng đội với em mà. Nhưng mà khỏi chọn luôn Tuấn Trần, bởi vì Gil Lê và Trịnh Thăng Bình số 6 rồi. Quyết luôn, số 6, lui. Oh. Bây giờ em gái, em vô em cầm micro, em mở mặt nạ, em hát thiệt cho người biết đi. Để người ta biết em không phải là ca sĩ. Mời em. Cảm ơn em, xinh quá.
Trời ơi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến em xin Quyền Linh. Chào em. Dạ, ba vị đội nhà và ba vị khách mời ạ. Em tên thôi, là... Thôi đừng nói gì rồi em, dừng lại đi em. Để em hỏi chuyện riêng chút xíu đã. Dễ thương quá à. Anh Linh ơi. Hả? Không, nói chuyện riêng chút xíu. Linh ơi, Linh ơi, được. Linh ơi. Đủ. Không, người ta xin có quyền khen thôi. À vậy hả? Có, tại em thấy con anh cũng cao cỡ cô bé này nè. Váy đẹp quá. Nãy giờ là em để ý rồi là anh Linh á, anh chỉ để ý cái váy đúng của rồi, bạn thôi. Chứ cái váy của bạn cái váy thôi. Anh thích cái chắc váy. Chắc định mua cái váy về cho con gái. Đúng rồi. Con gái Linh lớn lắm rồi. Anh khen cái váy với xinh mà xinh thiệt. À, nghe anh Ba Ngọc Sơn phân tích đi rồi anh biết. Dạ. Yeah. Giờ em hát rất là mềm mại. Hát lên người ta thấy cái độ chín mùi rất là tốt và chúc mừng em, giọng hát em hôm nay thực sự cất lên mọi người đều coi như là có rất là có ấn tượng trong lòng. Và nếu em chuẩn bị bước vào nghề hoặc là em đã là mớm bước vào nghề ca sĩ rồi thì chúc em sẽ vươn xa hơn nữa, vì cái quan trọng của người nghệ sĩ ca sĩ đó là cái tình cảm, mà tình cảm em có một chất rất là riêng. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh Sơn ạ. Em số 5, em là ai, em tên gì? Dạ, em tên là Phan Yến Nhi ạ. Và năm nay em được 25 tuổi. Em không phải là ca sĩ. Thấy chưa? Cảm ơn Yến Nhi rất là nhiều. Chúc mừng em đã ạ. Xuất hiện trong ca sĩ Bí Ẩn. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chúng ta vừa đến với một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Một giọng hát rất là ngọt ngào. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến một tiết mục tiếp theo. Đó là một tiết mục rất là quen thuộc. Đó là Nghỉ Giải Lao. Xin chào. Vòng 1, cả hai đội có một sự khởi đầu không thể tốt hơn khi đã tinh ý phát hiện được những gương mặt không phải là ca sĩ. Mã số 03 Thanh Nghiệp và mã số 05 Yến Nhi là hai người phải dừng cuộc chơi. Kết thúc vòng đầu tiên, đội nhà đã mang về cho mình hai ca sĩ bí ẩn mã số 01 và 04. Trong khi đó, mã số 02 và 06 đầu quân cho đội khách. Và chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của hai thí sinh mà đội khách đã lựa chọn. Đó là số 2 và số 6. Hai người đó sẽ bước ra đây trình diễn trên nền nhạc đã thu sẵn tiếp tục. Và đội chúng ta sẽ chọn ra một người nào mà chúng ta nghi ngờ đó là ca sĩ. Ha, sẵn sàng chưa? Yeah. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trên đồng lúa vàng một bầy sóng ca, trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta, chỉ mình đôi ta nhìn mây mây ngập ngừng, nhìn chiều trong mai mù mình nhìn nhau, nhìn được lòng thèm thùng trên má đôi má em hồng hồng. Trên đồng lúa vàng mùa chiều yêu em, trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên, ngàn đời không quên vương trăng cao trên trời, ngàn sao cả vời vời mình nhìn nhau, nhìn được tình của mình phơi phơi trong mắt em tuyệt vời. Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng, ta quen nhau ngày lúa còn xanh, ta quen nhau khi bầy én lượn đôi cỏ nào hạ cánh vu vơ. Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng non gió chiều quạt mát như xuân. Trên đồng lúa vàng ngạt ngào hương thơm, thơm mùi lúa vàng là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm đi xa xa, mùi thơm ơi ngọt ngào người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng, ta quen nhau ngày lúa còn xanh, ta quen nhau khi bầy én lượn tôi còn nào hạ cánh vu vơ. Gió chiều quạt mát như xuân, trên đồng lúa vàng ngạt ngào hương thơm, thơm môi lúa vàng là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm như dạt dào, mùi thơm ấy ngọt ngào người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh.
tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Xin chúc mừng hai bạn vừa biểu diễn xong một bài hát về đồng lúa rất là ngọt ngào. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích để lựa chọn đội khách. Dòng này là đúng cái mùa lúa của ảnh nè, bắt đầu anh chỗ ra là đúng cái dòng nhạc của ảnh, là bắt đầu anh tự tin lên, anh ra anh diễn quá vai diễn. Hồi nãy dòng nhạc kia không phải dòng nhạc chuyên môn của ảnh, cho nên ảnh phải gồng làm sao cho nó ngầu như là anh Nguyễn Hưng. Cái này là em cảm giác là cả hai người là đều giống như là tới mùa lúa luôn á, là bởi vì giống lúa như lên, là lúa, cá gặp nước á, lúa vàng lắm rồi. Đúng, như dòng nhạc thấy là hai người khớp lắm, anh diễn đồ tự nhiên, được cười tay chân rồi, lúa đã chỗ bông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai người này, ai là ca sĩ? Anh Linh ơi, sau khi mà hát á, em không biết là đội khách làm sao, nhưng mà đội nhà anh Hưng quay qua em, anh nói trời ơi chắc không phải ca sĩ hết quá. Anh Hưng hay đó, em cũng nghi hai người này không phải ca sĩ đâu, bởi vì họ có những cái lúng túng mà trong nghệ thuật không nên có. Bình chọn số mấy? Em tất nhiên anh, em chọn cái anh số 2 của em rồi. Ghiêu. Đúng rồi, em cũng nghĩ số 2. Ghiêu. Tuấn Trần số 2 luôn. Ghiêu Lê số mấy? Tuấn Trần. Dạ em 6 đi. Em hy vọng là anh số 2 vẫn tiếp tục giấu nghề trong vòng này, cho nên đội em sẽ thống nhất lại, đồng lòng với nhau một lần nữa là số 2. Số 2 ạ. Số 2 lùi. Cái câu lại đồng lòng này sẽ được ghi lại nhiều lần nữa nha. Vẫn còn bí ẩn với số 2. Xin mời giọng hát thật của số 6. Số 6. Bây giờ mọi người đang lo lắng bởi vì nếu em là ca sĩ thật thì hai đội rất là tiếc. Em nói đi em là ai, đến từ đâu, có phải là ca sĩ hay không?
Dạ, lời nói đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào đến chú Ngọc Sơn và cô, chú và các anh ạ. Con tên là Tú Tri và con đang là ca sĩ tự do ạ. Ca sĩ tự do, thấy chưa? Là... tiếc chưa? Tự nhiên loại người ta, thấy chưa? Tại vì con nghe là con phải là ra dáng là một cô đi chợ về, không có được ra dáng ca sĩ để lộ thì mọi người sẽ con đón giấu được. Đúng không? Dạ con giấu. Vậy hôm nay con diễn xuất hay đó. Yeah. Hay đó con, rồi. Thành công đó. Người ta loại mình là mình thành công đó, còn cái người loại người ta là người ta thất bại đó con. Con hát lâu chưa? Lâu rồi, con đi hát từ năm lớp 7 là con bắt đầu đi hát đám cưới rồi. Nhưng mà tới khi mà con chính thức bước vào ca sĩ luôn á là con mới có được có một năm mấy nay thôi ạ. Hát từ 7 tuổi hát đám cưới rồi đó hả? Trời, chú 6 tuổi chú hát đám giỗ luôn rồi đó con. Bây giờ chú Ngọc Sơn, chú coi coi góp ý chút xíu cho cháu giọng coi sao à. Chú thấy con cất giọng lên thì chú thấy đây là một tiềm năng. Giọng ca nữ trung ở Việt Nam mình nó gọi là giọng kim, âm sắc là rất là đẹp. Vấn đề là cột hơi thì chưa thực sự hoàn hảo, cần phải vững hơn nữa, nhất là đứng khi hát live trên sân khấu. Nhưng cái tố chất của người ca sĩ, cái chất giọng riêng nó rất là quan trọng. Cố gắng rèn luyện hơn nữa, con sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chúc mừng. Dạ, con cảm ơn chú. Tiếp theo lời của Ngọc Sơn, thì đương nhiên là với cái khả năng của em, với cái số tuổi của em thì làm sao mà nói mà mức độ chuyên nghiệp nhiều được. Nhưng mà như vậy là hay lắm rồi. Tại vì khi em ra hát live và anh Chín ngồi anh nói với Việt Hương là này này hát live nha, chứ mà giỡn à. Chúc mừng em, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Diễn xuất Hương có góp ý cho bé phát triển không? Diễn xuất là em khoái ngay từ đầu rồi. Tại vì bên kia không chọn bà, cái bà cười rung kìa nè. Cái kêu chọn đi, tại cũng lạ. Cái tới vòng sau cái đi, ông số 2 chắc hơn bỏ bé số 6, bé số 6 cười nữa. Dạ. Vẫn bỏ. Dạ đúng rồi, mày mà tự nhiên bỏ người ta kỳ quá chị ha. Sai ai luôn. Bình ơi, nói câu gì cho bé nó vui lại coi. Bé ơi, anh nói em nghe nè, thật sự á, từ lúc em cười rung người là anh đã biết em là ca sĩ rồi. Trời nhưng ơi, mà mình nó bán bánh tráng á. Nhưng mà cho em cái bánh tráng anh ơi. Nhưng mà hai đồng đội của anh lại ưng cái anh số 2 hơn. Lúc nãy á, là trên sóng anh phải đóng cái vai là người xấu, anh phải nói loại em vậy thôi, tại vì hai bạn này không đủ can đảm để nói điều đó ra. Khoan, từ hai khoan, người là hợp kính với nhau là bắt anh bắt buộc ép anh. Chị sẽ nói lời công đạo nha. Hồi nãy kêu với lại Tấn Trần á, kêu Lê Tấn Trần là muốn chọn em. Chỉ có một mình ông Trịnh Thăng Bình, ổng nói là ổng muốn chọn số 2 thôi. Và hai người kia là phải theo chiều gió. Cho nên là em đừng nói gì nữa, em cứ đi về. Em niệm ba chữ Trịnh Thăng Bình, em ghim anh. Nói chung là hôm nay á là con đã diễn xuất sắc rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và sẽ đứng trên một sân khấu chung với các nghệ sĩ ở đây. Chúc mừng con ha. Con cảm ơn. Cảm ơn con. Như vậy là chúng ta đã loại một ca sĩ, rất tiếc. Còn cái số 2 của các bạn đó, tôi nghi ngờ lắm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với song ca của đội chủ nhà. Chủ nhà sẽ nghe xong sẽ chọn ra một người nhớ rút kinh nghiệm ở đội khách nha, với bài hát Đời Đã Vàng. Ta lần mò leo mãi không qua được vẫy sầu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Bước vào ngày thơ chưa xin được chút nào, suốt đời con ước ao khát vọng còn cõng ta.
có gì đời đá vàng, hay quá. Các bạn biểu diễn y như thật luôn. Và bây giờ thì hai đội chơi đang ngắm nhìn các bạn, và trong đó đội chủ nhà rất là lo lắng, không biết ai sẽ là ca sĩ. Không. Thiệt đây, không có lo luôn hả? Ba đứa em không có lo gì trơn. Vậy hả? Vậy ai vậy? Hai người ca sĩ đâu lo gì? Hai người ca sĩ hết hả? Anh Sơn thì sao? Anh Sơn nói câu công bằng đi. Anh chỉ nghe thấy cái giọng ca đầu tiên, em nghe cái giọng ca mà giọng ca của ai hát trầm đẹp ghê đó. Giọng nó của người khác. À, người khác biết rồi. Thì hai bạn gì anh thấy cũng tương đồng với nhau thôi. Bây giờ mình chỉ chọn một thôi anh yêu. Vâng. Chỉ có một mà thôi. Số mấy? Anh này á là hồi nãy hát cái bài Chỉ Riêng Mình Ta. Thấy không? Nhảy cũng ok luôn, nhưng mà qua cái bài này thì em thấy anh hơi lớn cớn chút xíu. Cái cô kia vẫn chắc nha. Cái cô kia á, cái móng tay cũng đẹp nữa. Chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ với sơn móng tay dữ dội vậy thôi. Chưa chắc. Nhưng vấn đề như vậy nè, nếu mà người nghệ sĩ có thêm cái gọi là cái biểu diễn á. Dạ. Nhưng người nghệ sĩ là một không những là người ca sĩ không, đôi khi học được thêm những cái kỹ thuật biểu diễn về nhảy múa và nhảy nhót thì ngay cả nghề kịch cũng đúng không Linh? Đúng kịch rồi. Hồi xưa mình cũng học, cũng phải học nhảy hết rồi. Nhưng mà thực sự mà nếu mà có thêm kỹ năng biểu diễn thì mình vẫn tin tưởng vào anh chàng này. Anh thích số 1. Nhịn hơn một chút. Nhịn hơn. Anh Hưng Quang đi. Cho đội bạn kể như là ý kiến đâu. Em thích bạn số 4 lắm luôn á, tại vì bạn số 4. Vòng 1 á là bạn kêu xịt ra một tí đi. Xịt ra tí đi. Còn cái vòng này bạn đứng cái khúc cuối mà xoay lưng lại với bạn nam á, bạn lỡ sai điểm một tí. Ê chết sai điểm. Đúng rồi. Rớt cái điểm đó. Rớt chắc luôn. Hai đứa chấp lưng lại, cái bạn số 4 bạn nhìn xuống bạn thấy coi bộ không êm, cái bạn nhích cái người qua rồi mới trụ làm cuối. Làm chủ sân khấu luôn. Dạ, chủ kia, cuối. Kia lỡ cái tay đúng không? Đúng rồi, chủ cuối á, coi như là cổ biết chuẩn như vậy. Với lại bạn số 4 là quan sát bạn diễn nhiều lắm. Ghiêu sao ghiêu? Diễn tương tác nhiều lắm. Bạn số 1 cũng có một cái phần tự tin nào đó. Dạ, hai người là ca sĩ hết á. Bình, em chọn ai? Em hả? Em vẫn chọn anh số 2. Tàu lao. Đừng tin Bình, đừng tin. Cái anh số 2 bên đội em á, là em nói chị luôn nè, cái giọng hát nam vừa rồi là giọng của anh số 2 bên đội em. Hay ta. Đúng rồi. Thôi được rồi. Vậy thì bây giờ ba đứa cùng ngồi, mà anh Sơn chọn số 1, Việt Hương chọn số 4. Bây giờ anh mới mệt nè. Ở đây là một cái game này rất là hay. Có thể là nhiều khi mình nói cũng chưa chắc là đúng. Đúng rồi. Phải không? Còn có cái sự hên xui mấy rồi chỗ này nữa. Anh chọn số 4. Vậy là cuối cùng á là đội chủ nhà vẫn chọn số 4 đúng không? Chọn số 4. Anh Ngọc Sơn là số 1. Số 1. Tôi với Ngọc Sơn chung ý đó. Số 4 nhìn bạn diễn rất nhiều. Có nghĩa là số 4 không phải ca sĩ, cái này mới tập bữa hồi sáng thôi. Số 1 mới là chính xác. Anh Hưng có quyền đổi. Số 4. Số 4. Số 4 hả? Số 4. Sai lầm anh Hưng ơi. Nghe lời em nên Hưng đổi đến Hưng. Tại vì Nguyễn Hưng đã khai bài lầm rồi. Cho nên bây giờ lầm thêm lần nữa cũng sao. 3, 2, 1, số mấy? Quyết định số 4, lui. Bây giờ mọi người nghe giọng hát thật của số 1.
ánh sao răng trên trời lung linh soi hồn tôi say đắm, cho tôi say bao giấc mơ huy hoàng, say sưa ta bên nhau đi vào cõi mơ. Nghe chăng tiếng ai đang thì thầm câu yêu thương cho hồn ta đắm đuối, và nghe chăng tiếng trái tim mình cùng điều nhắc ngất ngây đam mê, nàng là hơi ấm cho tim tôi đam mê, nàng là câu hát dù lòng tôi đam mê, nàng là muôn lối cho hồn tôi lang thang suốt đời đam mê. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Một bài hát rất là quen thuộc với Ngọc Sơn ha. Thấy Ngọc Sơn nhảy nhót đứng dậy luôn. Thưa Vy Linh, thưa với đại gia đình, là cái giọng ca này tôi chưa cần hỏi đăng ký trong chương trình là cái gì, nhưng mà giọng ca này có thể hát để bán vé kiếm tiền được đó. Xin chúc mừng. Tôi không biết là ca sĩ không, tôi thấy cái áo hộp không chiếu chiếu là tôi biết là ca sĩ rồi đó. Áo của ban tổ chức anh Linh này. Linh ơi. Áo ban tổ chức. Tại vì những người mà thường mà không phải là chuyên nghiệp á, mà không có dày công tập luyện thì hát mà nhảy đùng đùng cái đó sẽ bị hụt hơi. Nói chung là chúc mừng em với ca khúc nhạc dance. Dạ, cảm ơn. Bài hát này do Ngọc Sơn sáng tác năm 2001 nghe. Đam mê. Anh Hưng thấy chưa? Hồi nãy anh Hưng không nghe lời Linh. Linh anh nói anh rồi. Thật ra thì em xuất hiện lần này anh còn càng bất ngờ hơn nữa. Đúng công nhận phải cái game này nó làm xáo trộn hết. Cái bài hát này hình như là em bộc lộ nó hết. Mà thực sự bây giờ anh khẳng một điều, em là ca sĩ. Thôi rồi này, anh nghĩ rằng anh là em là ca sĩ quen lắm tôi thiệt. Nhìn rất là quen, anh diễn sân khấu nào rồi. Nhưng đó. Mà bây giờ em này mà giới thiệu là ca sĩ là đội em là mệt đây nè. Là tại vì cái cô số 6 á là ca sĩ rồi, anh ca cô số 4 là người mệt mệt đó. Bây giờ anh cũng vẫn ngấm mất trong lòng. Tại sao ở cái bài này em bộc lộ nó hết, mà ở cái bài vừa rồi mà em mắc ra hát xong ca anh thấy em sao đâu, sao đâu. Không phải giọng hát, không phải giọng nhạc của anh. Anh là giọng nhạc hát nhảy như vậy nè, mà hồi nãy kêu hát dân ca đồ, diễn đồ. Nói đi, nói cho anh Hưng biết hồi nãy tại sao giấu cái dòng 2. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, tới đội chủ nhà cũng như là đội khách mời. Em xin tự giới thiệu em là Sang Nakul, nhà em ở Đắk Lắk và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là ca sĩ ạ. Dạ, em chia sẻ chút xíu thì em là một ca sĩ trẻ, em hát chuyên dòng nhạc trẻ và dance. Trước đây thì em cũng từng là một dancer, sau đó em chuyển qua hát cách đây tầm 3 năm là em chuyên đi hát. Dạ. Cho nên là cái dòng 1 á, lúc đi xuống nhảy rất là chắc luôn, bởi vì anh Hưng anh chấm cái cặp giò liền, anh nói anh này ngon lành, bút liền cái anh số 1. Chúc mừng San Nakul. Cảm ơn em. Dạ, anh xin cảm ơn. Em là nỗi buồn của đội chủ nhà đó em. Dạ, cảm ơn mọi người, và trước khi chia tay xin được gửi lời chúc tới tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn cho cuộc sống ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn Hot Boy của tôi. Rất là đẹp trai. Giỏi ha. Chủ nhà bây giờ buồn lắm, mệt mỏi lắm, lo lắng. Lo lắng. Đúng quý vị, cái nỗi lo lắng đó nó còn hơn cái nỗi lo lắng của đội khách nữa. Bởi đội khách bây giờ nói gì nói vẫn còn một chút le lói, nhưng mà gió nó mạnh lắm. Cái le lói đó cũng không có gì đâu quý vị. Tâm thế thôi, tụi em mình tạm nói. Nghỉ giải lao, nếu không cái le lói đó nó tắt luôn đó nha quý vị ha. Kết thúc vòng 2, tình hình bỗng thay đổi 180 độ khi cả hai đội đều đưa ra quyết định sai lầm. Hai ca sĩ mã số 06 và mã số 01 đều phải dừng cuộc chơi. Liệu tình thế có thay đổi cho cả hai đội khi ca sĩ số 07 xuất hiện? Hãy cùng chờ xem nhé. Chào đón quý vị quay trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất là vui nhộn, thích thú. Đó là giọng hát của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Nhưng mà quyền lựa chọn chỉ có một thôi. Đội khách và đội chủ nhà, chúng ta phải sao Hương? Em nghĩ là hôm nay mình phải chơi một cái trò chơi. Đúng rồi. Mà anh Linh ơi, hai anh chàng này vừa hát hay mà vừa nhảy giỏi. Bây giờ em nghĩ chơi trò chơi như vậy nè. Hai người này sẽ nhảy đấu với lại Trịnh Thăng Bình và Tuấn Trần. Cho một điệu nhảy lên.
ai nhảy đẹp hơn đội bên đó được quyền chọn ca sĩ thứ bảy. Đúng rồi. Đúng không anh? Nhạc chuẩn bị. À, xin mời anh Ngọc Sơn với anh Nguyễn Hưng lên đây. Xin mời Tuấn Trần với Trịnh Thanh Bình lên đây. À. Nếu chiến thắng chúng ta sẽ có quyền ưu tiên. Mời danh ca ca sĩ Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng. Nguyễn Hưng. Ca sĩ Vũ Sư. Với lại anh Linh là ban giám khảo. Đúng okay. Rồi. Nào. Gán thắng nhanh hơn anh Sơn ơi. Mình đang mua đó. Chuẩn bị cuộc thi bắt đầu. Chánh thắng hơn. Chánh thắng hơn. Chánh thắng hơn. Vô. Vô. Được rồi. Nói về những cái bước chân nhảy thì có thể nó không thể nào so sánh đâu quý vị. Anh Linh ơi, là những người mình bậc phải thầy. Công bằng. Rồi. Mình để cho Ghiêu Lê chấm đi. Hôm nay em xin phép là cái này không phải là em được phép chấm đâu, mà phải nói là ngày hôm nay được chứng kiến gọi là những bước nhảy quá phong độ và gọi là trường tồn theo thời gian của anh Sơn và anh Nguyễn Hưng à. Rất là ngưỡng mộ à. Yeah. Còn em cũng rất là ngưỡng mộ đồng đội của em với tinh thần giải trí rất cao, rất cao. À đúng rồi, đúng rồi. Rất là duyên. Và quyền ưu tiên thuộc về đội chủ nhà. Chúc mừng. Những cái giây phút thư giãn với đồng nghiệp thôi à, chúng tôi như là anh em trong một nhà quý vị. Đây không phải là biểu diễn hay là đây là thi thố gì cả, mà chúng tôi cùng vui với nhau để tạo nên động lực, để tạo nên những niềm vui trong cuộc sống. Quý vị hãy cùng vui với tôi nhé. Và bây giờ nói gì nói, vui thì vui, nhưng mà chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Chúc mừng. Bây giờ xin mời sự xuất hiện của ca sĩ bí ẩn số 7. Vậy trời, anh Linh ơi, anh Linh à. Ông ấy tụi em khỏi đổi luôn được không? Không sao. Ông nhìn vậy an toàn chị, nhìn như vậy có nghĩa là rất an toàn. Đưa ra cái gia đình em hết muốn đổi luôn. Số 7 bây giờ sẽ cất giọng hát. Và các cộng sự của anh sẽ làm gì chưa biết. Giọng hát thật bắt đầu. Giọng thiệt chị ơi. Ừ. Hoang mang. Ê, nghe quen quen nha. Nhìn hình thể thôi. Mình coi kỹ cái số 7 đó đó. Anh này bác sĩ anh ơi. Thấy bộ đồ là biết rồi. À cũng có thể. Bây giờ thay đổi hay không? Nào xin mời đội chủ nhà. Anh Hưng sao anh Hưng? Em cho anh quyền quyết định á. Cái vị trí này anh đang giữ trong đội của mình á là số 4, bạn nữ. Nó không an toàn gì đâu anh. Dạ. Theo em á là anh đừng đổi luôn. Bây giờ thế đó là cái game này là cái số 4 nữ rồi. Bây giờ là long đong rồi. Nhưng mà khi mà mình đã nói rồi mình phải giữ lời. Anh Sơn đổi không anh? Sơn đổi không? Đổi này an toàn lắm nè. Nên đổi. Nên đổi hả? Anh Sơn thì muốn đổi, anh Hưng thì không muốn đổi. Quan trọng ý kiến của em là quyết định đó. Dạ. Đổi hay không? Việt Hương.
tại vì hồi đầu em vẫn thích cái cô kia chỉnh chu á, cái cô mà nâng cái tạo dài đi đó, rồi tóc tai đồ gì, móng tay đồ gì em thấy cô chỉnh chu quá, cho nên đối với em chắc em phải xin lỗi anh Sơn quá, em muốn giữ lại cô kia cho an toàn. Trời, chứ ông này em thấy bất an toàn quá. Thôi được rồi, giờ đổi hay không? Dạ không. Không đổi. Bây giờ mình thử mình nghe cái thí sinh số 4 mà mình chọn đi nha. Dạ. Thử xem cô ấy có phải là ca sĩ hay không. Dạ. Tôi lo lắm. Hưng còn lo nhiều hơn Linh. Hương lo nhiều hơn Hưng luôn. Sơn có lo không Sơn? Mình đã chọn chúng một lần rồi, chọn ngược lại chất quốc. Bây giờ không dám ý kiến. Thôi được rồi, nỗi lo này sẽ được giải mã ngay bây giờ. Giọng hát thật của số 4 bắt đầu. Ngày anh bước đến bên em và trao em tình ấm nồng, xua tan trong đêm bao giá băng muộn phiền quá khứ. Bạn số 4, bạn rất là tự tin rồi, nghe cả cái cách mà bạn đưa tay ra cũng rất từ từ, bạn không có bị rung nữa. Tôi lo lắm. Hưng còn lo nhiều hơn Linh. Hưng lo nhiều hơn Hưng luôn. Chợt còn từng đêm cô đơn gối chăn, kề vai anh say giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bão giông, trọn đời sẽ mãi bên nhau. Baby, baby, xin anh đừng vội cất bước đi, vì tình là chỉ dành chọn cho riêng người. Đúng rồi, lên cái đâu đúng rồi. Chờ giây phút này buồn vui bên anh sang tôi. Baby, trở về trong phút giây ngọt ngào, yêu thương còn vẹn nguyên đông đầy, hạnh vẫn lối lầm quên hết nắng cay, rồi ngày mưa rơi sẽ qua. Ngày thật dài ôm nỗi nhớ chơi vơi, cơn vòng tay môi hồng đắm say, quên đi bao tháng năm nhạt nhòa ký ức. Còn từng đêm cô đơn gối chăn, kề vai anh say giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bao giông, trọn đời sẽ mãi bên nhau. Mày bay bay xin anh đừng vội cất bước đi, vì tình em chỉ dành cho riêng người. Từng ngày em vẫn đợi chờ giây phút này buồn vui. Chọn cho riêng người, từng ngày em vẫn đợi chờ giây phút này buồn vui bên ai sống tôi. My baby, xin anh trở về trong phút giây ngọt ngào, yêu thương còn vẹn nguyên đông đầy, hãy quên lỗi lầm quên hết nắng cay, giờ ngày mưa rơi sẽ qua. Cảm ơn vũ đoàn MK. Hey, số 4 là niềm vui của đội chủ nhà. Oh yeah. Tôi thấy rằng cuối đường hầm có lẽ lo ánh sáng rồi đó ha. Thấy sáng cái nơi chân là... luôn, sáng chân. Thôi giờ cũng cần phải nói gì nữa. Em nói đi em. Em tên là Phương Thảo, nghề danh của em là Thảo Miêu. Em là ca sĩ chuyên nghiệp ạ. Đó, thấy chưa. Yeah. Hồi nãy lúc mà bé đứng xoay lưng lại mang được giày bốt, cái em nói với anh Hưng ơi, người thường không ai mang giày bốt đâu anh. Ca sĩ người ta mới mua giày bốt chứ người thường mang nóng dữ lắm. Đó, xong cái vừa xoay qua cái bộ đồ, cái anh Hưng nói sao không? Bộ đồ này đẹp quá, chỉ có ca sĩ mới mặc mấy bộ đồ mà vừa phích vậy thôi. Đó, khoái chim. Lê, em thấy sao Lê? Dạ, cái sự lo lắng của em cho đội nhà lúc nãy thừa quá anh ơi. Đáng lẽ phải lo cho đội em chứ, cái tình hình đội em bất hòa từ đầu tới cuối giờ. Thật ra là Hưng ngồi cũng lo lắm. Tại vì Hưng lo không biết số 4 này ra có như thế nào. Thật ra đó em sẽ hát hay hơn. Anh nghĩ cái lực em còn hát mạnh hơn nữa. Nhưng mà anh rất là thông cảm. Tại vì khi mà một cái người mà vừa hát đó, mà vừa có diễn ngoại hình mà nhất là nhảy dance,
biết không, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà em đã chinh phục được anh và với quý vị đang xem đài là động tác làm của em không thừa không thiếu, rất là đầy đủ. Cảm ơn em, chúc mừng em, chúc mừng. Một lần nữa chúc mừng cho đội chủ nhà. Yeah, cảm ơn em. Và bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ nghe giọng hát thật của thí sinh số 2. Còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trong cánh buồn vui, vui lòng mình băng giá tháng năm dần. Còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, nếu ngày mai bước chân anh về một sạc lá rơi bên hè, mùa đông tái đến, người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời, mùa đông đến bên hiên rồi, về đây với. Còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trong tay buồn vui, vui lòng mình băng giá tháng năm dần trôi, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, nếu ngày mai bước chân anh về một sạc lá rơi bên hè, mùa đông tái đến, người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với bên biển về đây với anh, người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong.
bên hiền về đây với ai, chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa. Cảm ơn giọng hát của anh, một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải, bài hát Khoảnh Khắc. Anh là ai? Mời anh. Em là Trương Quang Phú, hiện nay đang sinh sống ở tỉnh Bến Tre. Và em đến đây với tư cách là một giáo viên dạy nhạc, không phải ca sĩ. giáo viên dạy cho nên tròn vành rõ chữ. Lúc mà anh lên anh đổi tông á, lên tông á, dạ. Thì mà mình đoán anh cũng có thể là một nhạc sĩ đó. Anh Bến Tre anh là đi dạy nhạc ha, còn dạ. Làm gì nữa anh? Thì cũng có làm nhiều nghề nhưng chủ yếu là đi dạy hát, dạy nhạc. Rồi, cảm ơn anh đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc cho thầy giáo dạy nhạc và cũng là một ca sĩ nữa ha. Rất tự tin luôn Linh. Dạy nhạc mà. Dạ đúng rồi, hồi nãy em cũng thấy là cái kỹ thuật biểu diễn của thầy á rất là hay luôn. Tại vì thầy còn nhìn vô Steadicam mà thầy diễn nữa kìa. Thật ra thì cũng có đi hát thường nhưng mà không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Vâng. Chủ yếu mình là chắc có lẽ là không hợp với lại ca sĩ, mình chỉ hợp với lại là hướng dẫn người ta làm ca sĩ thôi. Giọng hát của anh thì giọng Nam Trung. Anh biết anh hát ở chủ âm là Mi Trường đúng không? Si si do fa mi đúng không? Nhưng mà anh có biết hát ở nốt nào đó không? Pha thăng. Đúng chính xác. Tại sao pha thăng? Tại vì pha là pha thăng, tại vì bộ khóa của mi trưởng và đô thăng thứ là pha đô son re, cho nên phi xì đô là đô thăng và pha thăng. Đúng, chúc mừng anh. Tôi đang tính nói cái điều đó. Rồi, cảm ơn thầy giáo đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh. Lúc mà thầy hát xong rồi đợi em có một chút xíu cái hy vọng nó là le lói sáng hơn á. Thế là không le lói gì chừng nha. Ủa alo anh Bình ơi, giờ này anh còn ở chỗ đó không ta? Em vẫn chọn anh số 2. Alo anh Bình ơi. Thật ra em bây giờ mới phát hiện được chương trình này á, là khi mình tham gia mình không phải là dùng kiểu mà chuyên môn mình đánh giá giọng hát đâu. Không dùng chuyên môn mà phải dùng xàm môn. Phải dùng là kỹ năng để chúng ta có thể xem cái người đó làm gì thôi. Chúng ta sẽ đến với giọng hát đặc biệt, đó là ca sĩ bí ẩn số 7. Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà ấm êm, bên tôi luôn có ba mẹ thương mến. Đi học cho dù rất chăm, nhưng mà khi điểm 4 năm, mẹ tôi so sánh với con người ta. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Sau này hơn được mấy xuân, tôi tự đi từng bước chân ra nơi phồn hoa bao người chen lấn. Xin được nơi làm rất ưng, thế nhưng thôi giữa chừng, công ty trả lương thấp quá nên tôi muốn dừng. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Cuộc sống chẳng như mình đã mơ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ. Chỉ muốn có trong tay phép màu thần tiên ban cho những thứ ta cần. Gạt hết những mơ mộng đã đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp do chúng ta. Trời xanh chẳng có mây, quen được cô nàng rất tây, cơ duyên đang đến tôi phải nắm lấy. Bao ngày mơ mộng sánh đôi với em đến chân trời, thì ôi trời ơi em đã có người mới rồi. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Khi mình đang còn trắng tay, đêm ngày như người uống say, bên tôi không ai nhiệt tình thân mấy. Hàng ngày người nấy lo đi. Sau này lên được chút hương, thấy ai cũng chung đường, cứ như là ta thân lắm, ôi thật phi thường. Chịu thôi vì cuộc sống mà. Cuộc sống chẳng như mình đã ngờ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ. Chỉ muốn có trong tay phép màu thần tiên ban cho những thứ ta cần. Cần hết
không còn những thời lòng dòng. Nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ, chỉ muốn có trong tay phép màu thần tiên hoàn cho những thứ ta muốn. Gạt hết những mơ mộng có đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp cho chúng ta. Mọi cố gắng sẽ có ngày ta được hạnh phúc. Cay rất nhiều. Oppa. Anh thấy Đức, rằng anh Đức ơi, em bỏ diễn hài đi, em đi hát luôn em đi. Em hát xong rồi sáu người phải đứng dậy vỗ tay luôn. Phong cách lắm á. Ủa cái bài này em tập phải lúc nào mà nó nhuyễn như Đức? Dạ, bài này là bài hát của em mới ra cách đây được vài tháng. Rồi. Dạ. Em sáng tác luôn hả? Không, bài hát này là của nhạc sĩ Thanh Hưng viết tặng riêng cho em thì. Trời dạ. Ơi, có MV luôn. Có MV luôn hả? Có MV luôn. Sống chẳng như mình đã mơ, nhiều khi thầm mong được sống tháng ngày vẫn còn ngây thơ, chỉ muốn có trong tay phép màu thần tiên hoàn cho những thứ ta muốn. Gạt hết những mơ mộng có đi, từ nay để ta sống không còn những thời lòng dòng. Có MV luôn hả? Vậy thôi diễn hài làm như đi hát luôn đi. Em xin nói là cho em làm ca sĩ thiệt đi, đừng có cho làm ca sĩ giả. Em có bài hát rồi, em ra MV rồi mà chương trình không cho em là ca sĩ. Trời ơi, ác thiệt là ác. Trời vậy khổ dễ sợ. Hồi nãy em ra em đừng có rửa tay chân là chị cho em làm ca sĩ rồi. Không, nhưng mà không nghĩ anh Đức lại có phong cách rất là sành điệu luôn nha. Ca sĩ dạ. anh nghĩ rằng cái phong cách đó rất là ok đó Đức. Dạ em à. Cũng tưng tưng như cái tính em vậy đó. Lần sau bữa sau có đám cưới nhà sớm anh á. Dạ. Có thể em không cứ hát nhiều tiền lắm mà đừng giỡn nha. Mời có tiền không? Mời chứ có anh tiền. Đừng có mời lơi là em không đi. Có tiền nhưng ít thôi. Đó mời show có tiền em đi. Nhưng mà ít thôi. Dạ ít cũng được. anh Hưng anh thấy anh Đức nhảy sao? Nhảy sao nhỉ? Ai sư phụ nói xong là em giỡn. Đây là cái chỗ mà em làm như nè. Anh rất là thích cái chỗ đó. Cái chỗ đó bắt chước người ta đó anh. Này, anh đừng có bực bí vậy. Tại nãy giờ dưới đây cũng chị Hương nè, anh Sơn. Thì đã nhiều khi biết em quá cái phong cách của em. Sao anh Hưng thì chắc cũng ít làm việc với anh. Còn đây nè, ba con người này nè. Em sợ mà lòi cái mặt, cái miệng, cái mỏ em ra cũng nhận thấy em. Nên em yêu cầu chương trình mua cho em bộ đồ đó để em xăm bịt kín hết nhưng không ai nhận ra em. Dạ. Nói chung là khi mà em hát thì mọi người nhận ra rồi đó. Thôi chúc mừng anh Đức ha. Dạ. Chúc mừng đội chủ nhà. Hôm nay chúng ta đã là người chiến thắng. Chúc mừng. Xin mời đội chủ nhà nhận cúp của chương trình. Xin chia buồn chút xíu với đội khách nhưng không sao. Hôm nay ta gặp lại bạn cũ rồi. Xin mời Tuấn Trần, Trịnh Thăng Bình, Nguyễn Lê. Xin mời Nguyễn Hưng, Việt Hương và Ngọc Sơn. Xin mời anh Nguyễn Hưng đại diện cho đội nhận cúp của chương trình. Chúc mừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Ca sĩ bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em vẫn giữ cái mức độ giải trí cho đội mình. Anh Lực thì sao? Số 2, Hồ Việt Trung. Số mấy? Em là em thích bụng bự. Hay luôn. Trời ơi. Tiếng luật. Em thì em rất là sợ trách nhiệm nên em theo số 2 luôn. Trời ơi. Số 2 lui. Ngày xưa ta định nghĩa, ngày xưa ca sĩ thì ngon, bây giờ ca sĩ vừa ngon vừa hề. Hả? Anna yo conto no yo e by arukedo. Hát rồi đó. Bà này bà hát có mấy câu mà bà hát 3-4 tông là em thấy mệt rồi.